Xin chào các bạn, hôm nay là mình sẽ trước khi về Việt Nam muốn đi làm một cái đầu thiệt là sờ về Việt Nam rồi. Thì hôm nay mình sẽ lên cái độ cắt tóc mình hay cắt à, mình sẽ kêu người ta uống thử, gọi là uống kiểu Hàn Quốc đó các bạn. Nên là cái kiểu này thường thường hơi mắc một xíu, khoảng bao nhiêu ta, cả một triệu mấy đấy. Mà thôi, hôm nay mình sẽ dùng những cái đồng xương máu cuối cùng của mình để mình thử coi này ta uống như thế nào nhé. Bây giờ mình lên này, đi. Khuôn ấy, kiểu dập khuôn này. Cái gì? Dập khuôn ấy. Áo đẹp không? Áo em mặc hoài. Mặt anh ở đâu rồi? Maşkala da ikili. Ice tea kapı yoksa. Koko. Amukana diye. Siyonan go tatu. Nge. Nong nong. Tatu. Tatu. Jeso siyon. Jeso siyon. Ice tea. Bây giờ thì mình đang ủ cái đầu cho nó nóng. Thì trên này nhìn rất là nóng các bạn. Đủ khoảng 30-40 phút. Mà bây giờ ông chủ đang lấy
cho uống nó cho uống, tại mình là khách VIP, mỗi lần tới đây là ổng hay cho đồ uống. Ngon lắm. Cà phê à? Trà, trà chanh trứng gió Việt Nam. Hả, anh làm gì vậy đi? Anh đang làm gì vậy? Anh đang ngồi trước tàu bù men rồi đó chị ạ. Ngồi đó lát xong một trang là hết cả 5 phút. Nhìn cái gì đâu mà quay. Bây giờ cái máy nó sắp hết pin rồi các bạn ơi. Lỡ mà các bạn thấy nó hết pin á thì mình sẽ quay bằng iPhone. Người đẹp sắp xuất hiện. Thank you.
quay dưới đây. Chào 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 chào. Đấy, đẹp trai chưa? Thôi, đi về Việt Nam ăn Tết đây, bye bye các bạn. Thôi, đừng quên, thôi kìa, khi người ta nhìn thấy ta nhìn. Ngại, khỏi khỏi. Em. Mà đứng đằng trước ăn chứ hơi khỏi đường mày đừng. Gì vậy? Mày không là mày thăm mà. Thôi đó. Tớ rất xin nhận cho cậu đấy. Ông bảo tao quay reaction của mày. Nhìn đắp ông ấy. À khắp đấy. Nó không quan tâm đến các fan. Nhìn tao ngồi anh đến kìa. Rớt đi. Rớt kìa. Rớt đi. Nói. Nhắm mắt cô. Chúc Quân có đạt 1 triệu lượt sub trong năm tới. Quân nhiều sức khỏe thành công mới. Được rồi đấy. Được rồi. Cảm ơn mọi người nhiều.